Rồi mình xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay là ra thăm cây ớt nha. Hôm nay nó đổi màu rồi. Bữa màu tím, bữa nay nó nhạt từ từ rồi. Xoài đã ra bông. Giờ mấy trái vú sữa nó cỡ ngón tay rồi, ngón chân cái rồi. Vì vậy là cũng gần Tết rồi đó. Còn vài tháng nữa thôi là Tết tới nữa rồi. Nhanh quá, chớp mắt cái hết năm. Bún mọc là làm xong bỏ mọc cưa vô. Cái thợ mộc mới có mộc thôi chứ. Sườn già, sườn non. Đó là sườn già. Nó gọi là sườn cộng, không gọi là sườn non. Sườn non là cái sụn á. Có sườn non, cộng non, ừ đó, nó đúng đó. Trời ơi nguyên khúc vậy nè, rồi có cái cánh bườm xuống vậy nè hai. Nụ nội thịt ơi, cánh bườm thịt không mà, thịt không mà. Cái này. Tiếp tục ăn rau muống bào. Bào mà là bún mọc, bún nhiêu thôi. Bún mọc có ăn lần gì đó. À, quán nhớ thịt bằm, có thịt bằm thì nó gọi là mọc hay gì á. Chứ không gì? Phải là miếng cục thịt bằm mà. Mà sao mà gọi là bún mọc? Thì giờ mà ba cái lỗ tai mèo kia là mọc đó thì cái gì? Thì quất nó với giò sống á. Có lỗ tai mèo nữa hả? Mấy con bún trắng thì bao luôn hả? Bao hết. Tại em thấy nó non em mua thêm. Cái bún mọc này mình nhớ là ăn cái nước nó trong lắm, hy vọng là nhà mình sẽ nấu trong. Mình muốn trong thì mình khỏi bỏ gì vô hết là nó trong. Khói này ô nhiễm môi trường quá. Mình sẽ luộc sơ cái thịt này cho nó ra bớt cái bọt rồi mình chờ cho nước kia sôi rồi mình mới bỏ vô để cho nó sợ nó đục nước. Cái này sườn chứ cái giò nó có cái gân ở cái móng đó, nó ra nước nhựa nhựa. Cũng vậy đó, nó cũng ra nước đục ngầu mà mình luộc bỏ. Ruộng xong hết trơn. Sử dụng hai loại rau muống với lại rau muống tỉa, rau muống trên cạn và rau muống dưới nước. Trên cạn thì nó xanh, dưới nước thì nó màu đỏ, nó bị giống như ngâm như nước phèn. Dưới nước sao? Chứ người ta thích ăn uống này nè. Bún này với mấy người bán ở dưới cắm người bán đắt lắm. Làm sao nó sao mà người ta lại thích? Người ta nói nấu canh chua ăn nó ngon hơn bún này, còn bún xạ. Thịt này mình là luộc sơ mình rửa nước lạnh cho nó sạch. Ba củ hành nữa mình nướng, nướng sơ sơ. Nướng sơ sơ. Xong mình khía ra mình bỏ vô luôn. Không biết. Không biết ở ngoài người ta nấu cái nước súp làm sao nữa, còn mình là xương với củ hành đây. Mình nấu đại. Nấu đại. Cho bà ngoại ăn. Mình sẽ hái một trái đu đủ bự quá, hái hơi uổng. Trộn mắm ăn. Tăng cường thêm món
mắm tép, mắm tép rồng. Tép bạc thì ăn hoài chứ tép rồng thì lâu lắm rồi mới ăn. Tép rồng là mắm dễ ăn hơn con nhỏ nhỏ, còn con kia nó bự. Mắm nó mềm, nó liệu ra, ăn ngon. Nước đục ngầu thôi. Chắc này mình phải hầm, mình bỏ nước này ra, mình hầm nước khác nó mới trong nổi. Rồi còn gì nữa là nước thịt nữa. Bởi vậy thôi kệ đi, nhà mình ăn mà. Đây là giò sống, nấm mèo, hành, củ hành. Đây, cái này là giò sống với nấm mèo. Mình quết vô rồi, giờ nó biết nữa, nhiều người ta kêu là mọc, có phải là vậy không ta? Giò sống với nấm mèo mà kêu là mọc. Kêu là mọc. Kêu là mọc. Một cái giò sống gọi là mọc. Gọi là bún mọc. Mình mới nấu món này lần đầu nha. Dài không? Không dai. Mà ba cái mọc này ăn ngán lắm. Giò sống rồi là làm ngán. Làm bằng cái gì ta? Thịt heo, thịt heo hay xay nó nhuyễn, nó mịn ra luôn á. Rồi bây giờ cái nồi mọc của mình nó đã chín rồi. Mọc nó nổi lên. Mọc nó nổi lên. Có sườn non nó cũng nổi lên. Để cho nó thơm thơm. Nước cũng trong nè. Nước cũng trong chứ đâu có tệ. Trong veo mà. Trong. Trong chứ không phải trong veo nó bậy rồi. Trong thôi. Chả không nha. Ăn cái này toàn chả không nha ha. Sườn mọc. Trong không? Nóng hả tư? Mấy cục đó là mọc hả? Mọc. Có nhiều người ta chiên nữa nhưng mà mình không chiên đâu, ngán lắm. Dạ, chắc chị đi tư ơi. Ôi, xuống mẹ, mẹ. Ôi, có để hành ngò gì vô không? Chả nè.
Dính lọ, dính lọ gì kì vậy? Bưng lên cái ngực, bưng lên cao đó. Đẩy cái gì vậy? Rồi mời cả nhà ăn bún mọc. Bún mọc có là chiên nữa sao? Bún mọc có là chiên, ăn bún xong đi, ăn coi. Mày ăn mấy món mà chưa từng ăn không ha? Món lạ. Còn món canh bún nó cái gì? Cái gì mà nó biết nấu món canh bún không? Canh bún ăn cho bún á. Canh bún là. Hả, ăn bún đậu bún tôm, bữa nay ăn bún mọc. Canh bún ngon lắm. Canh bún cũng ăn cái món liền món này nè. Bún đó là đặc sản ở đâu? Ở chị Duyên ở đâu? Ở Sài Gòn hả? Ở Sài Gòn hả? Bún mọc canh bún nữa mà. Mọi người ăn bún mọc mình ăn dưa gan nha. Tại vì đang giống như khát nước hay sao thấy dưa gan thèm. Dưa gan quậy đá đi. Sữa nữa hả? Trời bỏ sữa vô nữa hả? Cái này chưa nổi không? Trời ơi, ăn nước cốt dừa không? Nước cốt dừa đâu. Bỏ nước cốt dừa vô dưa gan luôn hả? Rồi là mình quậy mình bỏ nước cốt dừa vô luôn hả? Trời ơi. Căng dữ à. Nơi nào ăn đi. Mấy trong ăn này na ná giống như bún riêu ha. Nước phải trong thôi. Hương vị thế nào hai? Hương vị đó hả? Ngon. Nó chua. Hương vị đơn giản hả? Nước súp ngọt. Mà lấy miếng mắm tôm vô nó ăn nó ngon. Nếu mắm tôm vô ăn thì nó giống con riêu. Thích mắm tôm để vô miếng không? Này là bún gì? Bún mọc, bún mọc. Nè mọc, mọc nè. Này mọc nè, nước này. Mọc nắng, không có mèo. Mọc nắng. Mọc nắng. Mẹ có rau trụng này em thêm không? Con gọi hả nhỉ? Ôi chị Quy mới đây hết tô rồi nhanh thế không? Giỏi rồi. Thêm tô nữa cho em bé. Tô nhỏ rồi. Sáng là gì? Sáng là gì? Gì đưa gì tôi biết trả. Mấy đứa này thịt đó. Gà kìa. Ủa gà đó ở đâu vậy ta? Cánh gà. Rồi, ăn đi. Nó rồi, thật là mát mẻ. Còn còn nguyên dĩa kìa. Nước mắm không ăn rồi không được mà. Có cái mắm mà không ăn. Có hai qua lần nào nấu nghe muốn muốn mắm rồi. Ăn ăn thấy ngon nhất là rau. Rau bữa nay công nhận ngon gì mà không sợ. Có mã. Má. Má vào nhà má đi chùa. Chị nói gì? Không. Đổi lòng. Ừ, có bánh mèo vô nó dầu thịt sợ nhỏ.
Rồi vậy là kết thúc video. Hẹn các bạn vào cái món đặc biệt sau nha. Bye bye. Bye. Ăn xong rồi bye. Ăn bún với gạo không à? Bún với gạo không? Tôi lại no tới ngày mốt.